Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang có review cuốn sách Can Đảm Biến Thách Thức Thành Sức Mạnh của Osho. Đây là một cuốn sách rất hay để có thể áp dụng vào cuộc sống hay là vào công việc của chúng ta. Trước tiên là về tổng quan về cuốn sách này, thì qua cuốn sách thì tác giả giúp cho mình dễ hiểu hơn về sự can đảm là đánh đổi cái đã biết để tìm đến những cái hư vô, đánh đổi cái quen thuộc để tìm những cái điều xa lạ, và đánh đổi sự tiện nghi, ấm cúng để tìm đến cái bất tiện, cuộc hành hương gian nan để tìm đến một nơi vô định, và không ai biết được rằng là liệu mình có làm được hay không, cho đến khi chính bạn phải bước vào những nỗi đau, thì khi đó bạn mới tin rằng là không điều gì là giới hạn trong cái khả năng của mình. Ở phần cuối thì tác giả có trích một đoạn rất là hay, đó là: bạn không đáng tin cậy nếu không can đảm, bạn không thể yêu thương người khác nếu không can đảm, bạn không thể tin tưởng người khác nếu không can đảm, bạn không thể đi sâu vào thực tại nếu không can đảm. Do đó, trước hết bạn phải can đảm, rồi những thứ khác sẽ xuất hiện. Giờ là lúc bạn quyết định sẽ bám vào cành cây và biến cuộc đời của mình thành ác mộng, hoặc là rời bỏ cành cây đó và tự đứng lên trên đôi chân của mình, không có gì phải sợ cả. Và đó là một chút tổng quan về cuốn sách này. Vậy thì anh Quang, sau khi đọc cuốn sách này thì anh Quang có cái nhìn tổng quan như thế nào về cuốn sách? Anh phải nói là cuốn Can Đảm Biến Thách Thức Thành Sức Mạnh của Osho là một trong số ít cuốn sách mà khi mình đọc xong mình có một cái cảm giác rất là nó giúp mình nhận ra một cái gì đó rất lớn lao, có thể là một cái sự vướng kẹt của mình trước đây. Và mình tin rằng là nếu mà chúng ta thấu hiểu được những cái thấy mà Osho đã đề cập trong cuốn sách này và áp dụng vào cuộc sống của mình, thì mình sẽ giúp cho bản thân của mình rất là nhiều, và giúp cho những người xung quanh mình cũng như trong công việc và xã hội này rất lớn, đúng không ạ? Thì tại sao cái sự can đảm nó là quan trọng? Bởi vì trước đây có một lần mình đã đọc một cái câu tiếng Anh rất là hay, tức là the secret to happiness là freedom, mà the secret to freedom là courage. Có nghĩa là mình dịch qua tiếng Việt có nghĩa là bí quyết của hạnh phúc đó là sự tự do, mà còn bí mật của cái việc mà có được sự tự do thì chính là sự dũng cảm. Thì hồi đó khi mình đọc được câu tiếng Anh mình đã thấy nó rất là hay rồi, mà khi đọc được cái cuốn sách Can Đảm này của Osho thì là càng soi rõ và hiểu kỹ hơn cái điều này. Thì ngay từ trong cái lời nói đầu thì tác giả đã nói cái ý đó là đừng gọi nó là bất định mà hãy gọi nó là sự bất ngờ, và đừng gọi nó là bất an mà hãy gọi nó là sự tự do. Đấy, thì cho nên là tác giả cũng muốn nói là khi mà mình cầm cuốn sách này, mình nghĩ là mình sẽ tìm được một thứ gì đó nó ổn định, nó không còn kiểu có tính bất định này kiểu vân vân các loại nữa. Thì tác giả nói luôn là sẽ không tìm thấy trong cuốn sách này đâu, mà đọc cuốn sách này sẽ thấy những điều bất an còn nhiều hơn. Nhưng cái điều là ý muốn nói là khi hiểu được sự bất an đó thì mình sẵn sàng mình đối mặt với nó và mình chơi với điều đó, thì mình sẽ tìm thấy tự do thật sự đó. Đây là một cốt lõi rất là quan trọng. Sau khi hiểu được xong thì bắt đầu mình cảm thấy là thế tại sao mình cứ sợ những cái điều mà nó bất định, rồi tại sao phải thấy bất an với cái sự biến đổi không lường đó, đúng không ạ? Đã khi mà mình hiểu ra được điều đó rồi, mình vượt qua được, thì mình cảm thấy dũng cảm hơn trong cuộc sống này, trong cuộc sống bình thường, rồi trong kinh doanh cũng như vậy. Cái nhiều lúc mình muốn làm một cái gì đó nhưng mình cứ sợ là thất bại, không dám làm. Rồi trong tài chính cũng thế, tại sao không thách thức bản thân mình là mình sẵn sàng làm những nhiệm vụ khó hơn, đúng không ạ, để mình tạo ra thành quả lớn hơn về tài chính, và từ đó thì mình sẽ giúp đỡ được nhiều người khác nữa. Thì cũng sẽ để thực sự là cho mình một sự can đảm ngay sau khi đọc luôn, đó là điều chắc chắn. Cảm ơn đầu tiên là như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái phần chính trong cuốn sách, là chúng ta rút ra được những cái bài học gì từ đây. Thì trước tiên thì tựa đề của cuốn sách là Can Đảm, vậy thì chúng ta phải hiểu can đảm là gì. Thì can đảm có nghĩa là dấn thân vào những nơi vô định bất chấp mọi nỗi sợ. Can đảm không có nghĩa là không biết sợ. Bạn sẽ đạt đến trạng thái không sợ hãi nếu cứ tiếp tục can đảm. Không sợ hãi chính là hương thơm tỏa ra từ lòng quả cảm tuyệt đối. Đó. Vậy thì trong cái chương về can đảm này thì có nói đến con đường của trái tim. Trái tim luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Trái tim là kẻ liều lĩnh. Cái đầu là nhà kinh doanh. Cái đầu luôn tính toán, luôn tinh danh. Và một phần nữa đó là nói về là con đường của trí năng. Trí năng là thứ sống động, không bị gò bó. Khi phạm sai lầm,
họ sẽ biết được sai lầm là gì và biết cách không lặp lại. Biết được sai lầm là gì, họ sẽ đến gần hơn với sự thật và chân lý. Đó là hành trình khám phá của riêng mỗi người. Bạn không thể dựa vào kết luận của người khác. Vậy thì hai cái phần này thì mình có thể áp dụng được gì vào cuộc sống hành quang? Thì anh thấy là trong thực tế, trong cuộc sống của mình ấy, như chẳng hạn như thiền sư Osho nói đúng không, đừng do dự, đừng lo lắng quá nhiều về việc đi sai con đường, đúng không? Đó là một trong những vấn đề của con người, bằng các loại như vậy. Thì trong thực tế là con người mình có rất nhiều nỗi sợ, mình cứ sợ, không dám, ví dụ như là không dám đối mặt với cái hiện thực cuộc sống này, thay đổi chỗ này, thay đổi công ăn việc làm này, đúng không? Vân vân các thể loại luôn. Tại vì là mình cứ sợ sai thôi. Thì khi mà thiền sư dạy ra cái điều này rồi, thì nếu mà mình thực sự thấu hiểu được, mình không có gì phải sợ với cái điều đó cả. Vì bản chất đó chính là cuộc sống, mình không bao giờ bị mắc kẹt vào đó nữa. Thì mình sẽ tìm thấy tự do khi mình hết sợ không. Thì đó là cái mà anh cảm được, có thể áp dụng được ngay lập tức được trong cái phần này luôn. Và tác giả, và thiền sư Osho nói là gì, cuộc sống hãy quên tất cả những điều bạn đã được dạy bạn, cái này đúng cái gì kia sai, đúng không? Vì cuộc sống nó không cố định như vậy. Điều được cho là đúng hôm nay có thể sai vào ngày mai, và điều được cho là sai giây phút này có thể đúng vào giây phút kế tiếp. Nhưng bạn không thể nào mà đoán định kiểu sai đúng như thế được. Nên là tốt nhất là chúng ta cứ đi cái con đường của mình, đúng không? Thì mình sẽ nhận ra cái gì là hợp lý, cái gì là không hợp lý để mà chúng ta điều chỉnh. Chứ không thể đứng đây ngồi nghĩ mãi là đúng hay sai nào mà không. Và cái tệ nhất là cái mà chúng ta không dám hành động. Đó là cái anh rút được cốt lõi từ khi đọc cái chương về căn nạp này. Vậy thì ở cái phần mà tác giả có nói về 9 năm ấy, thì tác giả có câu đó là: nếu bạn không thể tin tưởng thì tốt hơn hết là hoài nghi, vì thông qua hoài nghi một ngày nào đó lòng tin mới có thể nảy sinh. Thì anh nghĩ câu này cũng là một câu cực hay luôn. Bởi vì như này nhé, cái niềm tin mà bằng sự mù quáng thì nó không bao giờ bền vững được hết. Cho nên Osho nói rằng là khi mà bạn chưa thật sự tin vì không có đủ cái cơ sở như vậy, thì tốt nhất là bạn hãy hoài nghi đi. Vì hoài nghi nó giúp cho mình là mình sẽ tìm hiểu. Mình sẽ tìm hiểu, và khi mình tìm hiểu như vậy, mình sẽ nhận biết được rõ vấn đề như nó vốn có. Đúng không? Và khi mình hiểu được điều đó rồi, thì cái niềm tin của mình sẽ vững chắc hơn. Và anh thấy đây là một cái điều mà anh thấy rất là thâm thiết. Chúng ta không bao giờ vội vàng, hời hợt, chặt tin một cái thứ gì đó, để rồi sau này khi cái biểu hiện nó không phải như vậy thì mình lại lung lay và mất niềm tin. Thì lúc đó cái mất niềm tin nó còn tệ hại hơn là so với ban đầu chúng ta hoài nghi. Nhưng từ sự hoài nghi đã giúp chúng ta tìm hiểu ra vấn đề, và khi ta hiểu được thì ta lại tin nó vững chắc hơn. Thì ý nghĩa ở đây là anh hiểu là như vậy, là một phương pháp rất tốt cho mình khi mình tiếp cận vấn đề. Và lòng can đảm là đến từ chính chúng ta, và không ai có thể trao cho chúng ta cái lòng can đảm đó được. Và trong cuốn sách này thì còn có một chương nữa em cũng thấy rất hay, đó là chương nói về tình yêu và lòng can đảm. Trong chương này thì tác giả có nhắc đến một cái, đó là nỗi sợ mà rất là nhiều mắc, mà có lẽ là ai cũng trong mình có một nỗi sợ gì đó. Nỗi sợ không là gì khác ngoài sự thiếu vắng tình yêu thương. Hãy làm điều đó bằng tình yêu thương, quên đi nỗi sợ. Nếu bạn yêu thương sâu sắc, nỗi sợ sẽ biến mất. Đừng chiến đấu với nỗi sợ, nếu không bạn sẽ ngày càng trở nên sợ hãi, và nỗi lo sợ mới sẽ đi vào bản thể nội tâm của bạn, nghĩa là sợ hãi với chính nỗi sợ đó. Điều này hết sức nguy hiểm, và nỗi sợ phản ánh sự thiếu vắng trong nội tâm. Sợ hãi với chính nỗi sợ nghĩa là sợ hãi trước sự thiếu vắng của sự thiếu vắng, và rồi bạn sẽ trở nên điên loạn. Thì anh Quang thấy ý này như thế nào ở phần tình yêu và lòng can đảm? Anh nghĩ là đây là một chương rất là hay, và anh học được cực kỳ nhiều trong cái chương này. Thì đặc biệt là ở cái đoạn mà liên quan đến cái sự yêu thương con người và yêu thương vô điều kiện. Thì Osho có nói là tình yêu rất có lợi cho bạn, vậy sao còn bận tâm đến các điều kiện, đúng không? Nếu có ích như thế, nó là sự hiện hữu sâu sắc, và hãy vô điều kiện đừng hỏi sự đền đáp. Nếu hiểu được rằng chỉ bằng cách yêu mọi người bạn mới trưởng thành một cách không sợ hãi, bạn sẽ yêu chỉ vì niềm vui thuần khiết ấy, đúng không ạ? Và trong thực tế, đúng không ạ, như tác giả chỉ trong này thấy rất là chính xác luôn. Thường thì người ta chỉ yêu khi các điều kiện của họ được đáp ứng nhé. Nói ví dụ như bạn nên thế này thì tôi mới yêu bạn này. Người mẹ nói với đứa con là mẹ sẽ yêu con nếu con biết cư xử. Người vợ nói với chồng anh phải thế này thì em mới yêu anh. Mọi người đưa ra điều kiện và thế là tình yêu biến mất. Và tác giả cũng nói đúng một ý cũng cực kỳ hay luôn, là tình yêu là bầu trời vô tận, bạn không thể nén nó vào không gian chặt hẹp có điều kiện về giới hạn.
Đấy. Tóm lại thật ra là cái câu này của Osho nói nó cũng không mới. Yêu là vô điều kiện thì, nhưng mà mình đã nghe đâu đó rồi, nhưng cái chính là làm sao để thấu hiểu và áp dụng được thì thực tế là nó rất là khó. Nhưng mà tác giả đã chỉ ra luôn rồi, bản thân cái việc tình yêu không này rất có lợi cho bạn rồi, thì bạn không cần phải bận tâm cái vấn đề khác nữa. Thì nó gần như khi mình đọc được cái điều này là mình giải tỏa hết mọi thứ luôn. Đấy. Đúng không? Đấy, và Osho cũng có nói thêm là khi tình yêu không xuất phát từ sự trọn vẹn của trái tim, nghĩa là bạn đang mặc cảm, bạn buộc đối phương phải làm điều gì đó cho bạn thì bạn mới yêu, bạn không bạn sẽ phản bội lại tình yêu. Đúng không? Rồi đúng không ạ? Trong này Osho cũng nói thêm là yêu càng nhiều bạn càng trở nên đáng yêu, yêu càng ít thì bạn càng muốn người khác yêu mình, và bạn càng trở nên ít đáng yêu, càng trở nên khép kín và giam hãm trong bản ngã của mình. Đấy. Thì nó sẽ tôn cái tôi của mình lên. Cho nên hóa ra cái cách rất là hay là để cho giảm bớt cái bản ngã của mình là mình hãy trao đi sự yêu thương thật là nhiều và vô điều kiện là xong. Đó thì đã anh cảm được là trong cái chương về cái tình yêu và sự căng thẳng thì có những cái điểm như vậy. Thì không biết là em có chia sẻ gì thêm trong chương này không? Trong cái chương này ngay từ lúc đầu thì tức là tác giả cũng nói về cái nỗi sợ khi mà hướng đến tình yêu thương. Thì chúng ta luôn luôn có những nỗi sợ. Chính vì vậy mà có một cái bí quyết để chúng ta giải tỏa cái nỗi sợ đó chính là chúng ta yêu thương nhiều hơn. Và tác giả có chỉ ra 4 giai đoạn của tình yêu. Giai đoạn thứ nhất đó là khi mối quan hệ xác thân diễn ra thật đẹp, nỗi sợ của cơ thể sẽ biến mất, cơ thể sẽ không phải chịu đựng. Giai đoạn thứ hai đó là yêu thương mọi người, yêu thương vô điều kiện, thì lúc nãy anh Quang có nhắc. Và giai đoạn thứ ba đó là khi chúng ta yêu thương thì chúng ta cầu nguyện. Tức là cái sự cầu nguyện này nó xuất phát từ chính chúng ta và từ chính những điều chúng ta muốn. Và khi lời cầu nguyện xuất hiện thì nỗi sợ sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi vì khi cầu nguyện thì bạn sẽ trở thành một thể thống nhất. Bạn bắt đầu cảm nhận được mối quan hệ sâu sắc với vũ trụ và nỗi sợ biến mất khỏi tâm hồn. Nỗi sợ đối với cái chết biến mất khi mà chúng ta cầu nguyện. Và giai đoạn thứ tư là giai đoạn cao nhất, đó là thiền. Tức là khi thiền ấy, khi thiền thì cái trạng thái không sợ nó cũng biến mất luôn. Ở trên kia thì ở giai đoạn cầu nguyện thì chỉ đơn giản là nỗi sợ sẽ hoàn toàn biến mất, đúng không? Nhưng khi đã thiền thì cả trạng thái sợ và trạng thái không sợ cũng biến mất luôn. Tất cả chỉ là hư vô. Vậy thì với chương về tình yêu thương và lòng can đảm thì anh Quang rút ra được bài học gì và áp dụng như nào vào cuộc sống hay là vào tài chính? Anh nghĩ là cái sự can đảm lúc nào nó cũng tốt cả, cho cả trong cuộc sống, cho cả trong kinh doanh và trong cả trong tài chính cũng vậy luôn. Thì đặc biệt là chương này nói đến tình yêu, đúng không? Thì bây giờ mình có thể áp dụng luôn là gì ạ? Mình cứ hãy trao đi sự yêu thương thật là nhiều và không kèm đó là bất kỳ một cái điều kiện hay một sự đòi hỏi nào đó hết. Bởi vì chỉ cần ẩn chứa đâu đó một sự đòi hỏi, một sự điều kiện thì là chắc chắn là mầm mống của sự sợ hãi sẽ xuất hiện ở trong đó. Đó là nghĩ là mấu chốt lớn nhất để mà chúng ta có thể làm thôi. Và hãy đừng quên rằng là bản thân cái tình yêu thương chúng ta trao đi là nó rất có lợi cho bản thân của chính chúng ta. Nó làm cho chúng ta ngày càng căng thẳng. Đấy. Thế thôi, mấu chốt chỉ nằm ở đó và hiểu được áp dụng là xong. Còn một chương nữa tác giả nói về đó là sống an nhiên giữa dòng đời nghiệt ngã. Thì người can đảm là người liều lĩnh, họ tìm kiếm được cơ hội, được trải nghiệm sự nguy hiểm. Triết lý sống của họ không phải là triết lý sống của các công ty bảo hiểm. Triết lý sống của họ là triết lý của người leo núi, người lái tàu lượn, người lướt sóng. Không chỉ lướt trên những con sóng ngoài biển, họ còn lướt trên những con sóng bên trong mình. Không chỉ leo lên đỉnh núi Alp hay dãy Himalaya, họ còn tìm kiếm các đỉnh cao hơn bên trong. Và ở chương này thì tác giả có một đoạn có viết về đó là tiền bạc là cần thiết, đó là nhu cầu nhưng không phải là mục đích. Dĩ nhiên là ta cần có nhà. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa khổ hạnh và tôi không muốn bạn phải phá hủy ngôi nhà của mình rồi chạy trốn đến dãy Himalaya. Đừng hiểu sai về điều đó. Vậy thì anh Quang cảm như thế nào về phần này và cái câu vừa rồi? Ý này nó có liên quan khá nhiều đến vấn đề về tài chính cá nhân của chúng ta và các gia đình, đúng không ạ? Thì thiền sư Osho cũng có một cái thấy rất là hay. Tức là thiền sư không phủ nhận cái ý nghĩa của tiền. Tức là tiền bạc vẫn là cần thiết, đó là một cái nhu cầu đấy, nhưng mà lại không phải là mục tiêu. Vì rất nhiều người nhầm lẫn giữa cái đích thật sự của mình và cái phương tiện, đúng không? Nhiều người coi tiền là cái đích cuối cùng luôn. Chính vì thế mà cả cuộc đời họ ám ảnh bởi tiền bạc. Nhưng mà thiền sư nói rất rõ là tiền là một cái phương tiện, một cái nhu cầu, nhưng không phải là mục tiêu.
đúng không? Cũng tương tự như vậy, cái vật chất về nhà thế, chúng ta cần có nhà, đúng không? Đấy, nhưng mà cái đó chỉ là một trong những điều kiện để chúng ta có hạnh phúc mà thôi. Đấy, thì anh thấy là cái điểm này, về cái điểm này thì anh hoàn toàn đồng ý với thiền sư Osho, và mọi người cũng cần hiểu như vậy để mà chúng ta an yên, cho dù cái đời sống vật chất của mình như thế nào thì được, thì mình cũng rất là cảm thấy gọi là an lạc, đúng không? Thì theo nghĩa như vậy. Ngoài ra thì anh Quang còn tâm đắc điều gì ở trong cuốn sách này nữa? Anh thì anh nghĩ là cái chương về sức mạnh ý chí để tiếp bước cũng là một chương khá hay, đúng không? Vì mọi người đều e ngại, phải như vậy thôi, cuộc sống là thứ người ta phải sợ. Có người trở nên không sợ nhờ chấp nhận nỗi sợ của mình. Đây là một cái ý rất là hay này, đúng không? Tức là nếu mà mình cứ đi xa lánh cái sự sợ hãi thì không bao giờ mà hết sợ hãi cả. Mà cách tốt nhất là hãy chấp nhận cái nỗi sợ của mình. Chỉ đơn giản là nhìn vào các sự kiện cuộc đời và nhận ra rằng nỗi sợ này là hết sức tự nhiên. Đó, đúng không? Đấy, thì và nếu mà chấp nhận nỗi sợ thì ta sẽ trở nên tự do. Còn nếu mà cứ phủ nhận, từ chối, lên án nỗi sợ thì cái nỗi mặc cảm nó sẽ đè nặng tâm hồn ta. Một cái ý hết sức là hay trong cái phần này. Ngoài ra thì anh nghĩ cuốn sách này là cuốn sách của thiền sư viết mà, cho nên là cái cách mà cảm tốt nhất là chúng ta hãy cảm qua những cái câu kinh điển mà chúng ta có thể nhặt được từ cuốn sách này để mình có thể áp dụng được. Thì xin cả tâm đắc với những cái câu gì mà em thấy là đọc xuyên suốt cuốn sách này em thấy hay để áp dụng. Trong cuốn sách này thì em thích nhất hai phần, đó là phần để nói về can đảm, phần nói về tình yêu thương và lòng can đảm. Thì có một câu ở gần cuối sách có nói, đó là nghĩ về tình yêu là rất dễ, còn yêu thì lại rất khó. Rất dễ để yêu cả thế giới, còn yêu một người cụ thể thì khó vô cùng. Cái câu này em rất thích, thì nó rất là đúng. Có anh Quang thì sao? Anh thích câu nào? Xuyên suốt cuốn sách này anh thích rất là nhiều câu. Đây, có một cái câu trong cái chương về can đảm ấy. Về cơ bản, can đảm là đánh đổi cái đã biết để tìm đến cái hư vô, đánh đổi cái quen thuộc để tìm đến những điều xa lạ, đánh đổi sự tiện nghi ấm cúng để tìm đến cái bất tiện, không thoải mái, đánh đổi cuộc hành hương gian nan để tìm đến một nơi vô định. Không ai biết được liệu mình có thể làm được hay không. Đấy là một cuộc chơi may rủi, nhưng chỉ có người tham gia mới biết được cuộc sống ấy là gì. Câu này là câu mà thấy cực kỳ hay luôn, đúng không ạ? Cho nên là những người mà có thành quả tốt nhất, mà hạnh phúc nhất, là họ là người dám vượt qua cái, giống như người ta hay dùng cái từ gọi là comfort zone ấy, đúng không? Cái vùng an toàn của mình, để mà thách thức bản thân mình và tiến lên. Cuộc sống là một sự trải nghiệm và đó chính là cuộc sống. Thì câu này là câu mà nó thể hiện được cái ý tưởng như vậy. Em thấy rất là tâm đắc với cái câu này. Em có tâm đắc với một câu nữa, đó là bản ngã là hèn nhát. Bởi vì bản ngã luôn sống trong nỗi sợ bị phơi bày. Nó trống rỗng bên trong, nó không tồn tại. Nó chỉ là biểu hiện bên ngoài, không phải là thực tại. Đây là một câu mà em thấy rất là hay. Đúng rồi. Còn anh thích, anh còn tâm đắc với câu anh nào nữa? Trong cái chương về tình yêu lòng can đảm có một câu anh thấy rất hay này. Nếu yêu thương sâu sắc, bạn sẽ không tìm thấy nỗi sợ. Nỗi sợ là một dạng phủ nhận, một trạng thái thiếu vắng tình yêu. Điều này cần phải được hiểu một cách sâu sắc. Và trong chương này có thêm một câu nữa này. Khi yêu thương ai đó, dù chỉ trong thoáng chốc, bạn có thấy nỗi sợ nào tồn tại không? Tác giả hỏi, nhưng mà thật ra tác giả khẳng định luôn là lúc mà trao đi yêu thương thật là nhiều, lúc đó không bao giờ có một nỗi sợ nữa. Cái câu cũng rất là kinh điển trong cái cuốn này. Như vậy, sau cuốn sách này thì học được rất là nhiều thứ về lòng can đảm. Khi mà chúng ta có lòng can đảm thì chúng ta lại dám làm để cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn, công việc tốt hơn hay tài chính cũng sẽ tốt hơn. Vậy mong rằng là sau khi mà mình và anh Quang có review cuốn sách này và mọi người đọc cuốn sách này thì sẽ đem lại cho mọi người sự bình an, an lạc trong tâm hồn và là liều thuốc có thể chữa bệnh cho vết thương lòng và là điểm tựa vững vàng để bạn có thể vượt qua mọi rào cản, sóng gió, vượt lên chính mình để tìm ra con đường đi tới nơi mà bạn muốn, hay là trong tài chính thì bạn có thể tìm ra con đường để hướng tới sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.